Hiện nay, máy trộn bê tông bồn ngang đang được rất nhiều các bác thầu trên toàn quốc quan tâm và đầu tư bởi thiết bị này có thể đặt cố định để thi công tại chỗ và cũng rất phù hợp để đặt lên xe tải ben, thuận tiện thi công cho nhiều công trình. Thank you.
đây là khi Hồng Hà vận chuyển 4 chiếc máy trộn bê tông bồn ngang về với quý khách hàng tại Đầm Rơi, Cà Mau.